Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714 894 1177 Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Thời sự Thế Giới và chúng tôi xin trở lại với những thông tin về tình hình chiến sự tại Ukraine thưa quý vị à, trong những ngày gần đây thì lực lượng tấn công của nga đã xây dựng một cái hàng rào oanh kích quanh quê hương của tổng thống Ukraine là ông Zelensky và quê hương của tổng thống uh, Volodymyr Zelensky đang ngày càng dễ bị tổn thương thưa quý vị và hứng chịu các cuộc tấn công liên tục từ các lực lượng của nga trong những ngày gần đây và với đơn vị quân đội phía nam của Ukraine thì nơi này người ta cho biết rằng là đang xây dựng một cái lực lượng tấn công quân sự của Nga. Ở đây cài, xây, xây dựng nhiều cái căn cứ quân sự chung quanh cái thành phố mà nơi quê hương của Tổng thống uh, uh, Zelensky uh, đang ở thưa quý vị. Và nhằm vào cái nơi này là cái khu vực là Rip Yirid. Và đầu ngày thứ năm ngày hôm nay, thưa quý vị, thì Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam của Ukraine thì ông cho biết rằng là tình hình trong cái khu vực hoạt động của họ đây là cái nơi giao tranh đang gia tăng căng thẳng xung quanh à, quê hương của Tổng thống Zelensky cũng như là vùng Zaporizhia ở phía đông và Mykolaiv và ở Kherson ở phía nam à, cũng như là những cái căng thẳng và ngày càng phức tạp hơn. Ukraine cũng đã cảnh báo rằng là Nga đang thực hiện một cái đợt tái triển khai lớn từ quân đội ở phía đông cho đến phía nam của Ukraine khi mà nước này là cố gắng bảo vệ à, các vùng lãnh thổ của mình trước những nỗ lực của Ukraine nhằm à, muốn lấy lại cái vùng Kherson đã bị chiếm đóng và các khu vực xung quanh vùng Zaporizhia, thưa quý vị và Kyiv uh, mấy ngày qua cũng đã ra lệnh sơ tán bắt buộc với lại cư dân ở vùng Donbass trong bối cảnh là giao tranh dữ dội. Uh, trong khi đó thì Điện Kremlin đã bác bỏ chỉ trích của NATO. Uh, Điện Kremlin cáo buộc là Liên minh NATO đã tạo ra những cái mối đe dọa với trật tự thế giới và nước nga không có công nhận mình là cái đất nước mà đi giao tranh chỉ là làm một cái chiến dịch quân sự đặc biệt thôi chứ không chấp nhận là mình là một cái kẻ xâm lăng và điện kremlin bác bỏ những lời chỉ trích từ tổng thống và tổng thư ký nato và thay vào đó là cáo buộc liên minh quân sự phương tây đã gây bất ổn cho trật tự của thế giới thưa quý vị và trước đó thì ông trên ông Jens stoltenberg của nato ông cho biết rằng là cái cuộc chiến ở nga ở Ukraine là một cái cuộc tấn công vào trật tự thế giới hiện tại cũng như là đối với cái khối châu Âu và đang trải qua những cái tình huống nguy hiểm nhất kể từ đại nhị thứ chiến vừa qua. Ngoài ra thì ông cũng nói rằng là Nga không được phép giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tuy nhiên thì thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov thì ông lại bác bỏ những cái bình luận đó và cho rằng là NATO đã chăm ngòi cho cái cuộc xung đột nói trên và việc mà Nga sắp nhập vào Crimea vào tháng 3 năm 2014, diễn ra sau mà các cuộc biểu tình ủng hộ cho dân chủ ở Ukraine bắt đầu vào cuối những năm 2013 và kéo dài sang những năm 2014. À, vào tháng 2 năm 2014, thưa quý vị, thì các cuộc mà biểu tình ở Ukraine nó đã, đã 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 nổi lên rất là nhiều và lên đến đỉnh điểm khi mà tổng thống Ukraine thân nga lúc đó là ông Viktor Yanukovych đã bị lật đổ và những thanh niên Ukraine lúc đó thì thân phương Tây hoặc là thân châu Âu đó, là đặc biệt với lại thân khối liên minh Nato đó đã ủng hộ cái việc lật đổ ông Yanukovych và coi đó là một cái bước tiến tới độc lập chính trị khỏi Nga và trở thành một thành viên của liên minh châu Âu và tình hình chiến sự ở Ukraine hiện nay thì đang diễn biến rất là phức tạp và phía Nga cũng mở những cái đợt oanh kích vào những cái vùng phía nam cũng như phía đông của Ukraine và chúng tôi cũng sẽ cập nhật những cái thông tin về Ukraine trong những cái chương trình sắp tới. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì công ty Freddy Mac đã đưa ra một cái tuyên bố cho biết là họ phát hiện là có một cái sự sai sót không có nhỏ đến từ công ty Um, Equifax, Equifax là một trong ba cái công ty credit report lớn nhất của Hoa Kỳ. Đó là um, khi mà quý vị thường là muốn nộp đơn um, uh, muốn lấy cái điểm report của mình mượn tiền mua nhà hay là uh, mượn một cái số tiền lớn gì đó thì thường là pull cái credit report của mình từ Equifax và uh, Equifax họ track hàng chục triệu cái report của người tiêu dùng và sau đó họ bán cái cái dữ liệu này cho các ngân hàng hoặc là những cái công ty lenders thì đó là cái cách họ làm business thì phía Freddie Mac cho biết là bắt đầu từ hồi 1 tới tháng 6 đó thì họ phát hiện là có khoảng 12% cái số lượng credit reports mà phía Equifax đưa cho Freddie Mac đó mà đặc biệt ở trong cái khoảng thời gian 17 từ tháng 3 cho đến 6 đến tháng 4 đó cái cái điểm report của những cái consumer consumers này nó không có chính xác mà có một số người cái sự sai sót nó lên đến 25 điểm của việc 25 điểm là cao lắm. Cho nên là với cái sự sai sót nhiều như vậy đó là cái nguy cơ mà có một số người bị ngân hàng họ từ chối không cho mượn tiền dẫn đến cái việc không mua nhà được vân vân ảnh hưởng rất là nặng. Cho nên phía Equifax thì họ xác nhận là bây giờ đó theo như trước khi mà họ tìm hiểu sơ bộ thì họ phát hiện là có khoảng 300.000 người là đã bị tính điểm sai mà cái đó là à, bây giờ họ nói là bước đầu đó họ nghĩ là vì cái coding issue là cái, cái 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 hệ thống máy đó cái cách mà nó coding không biết làm sao mà nó đã bị sai sót à, tuy nhiên theo như Freddie Mac thì cái số khách hàng mà bị đưa điểm sai đó nhiều hơn con số 300.000 mà Equifax nói thì sau khi mà cái tin tức này bị rò rỉ ra ngoài vào ngày hôm qua đó cổ phiếu của Equifax đã bị rớt và đây không phải là lần đầu tiên um, cái khách hàng của Equifax bị ảnh hưởng như thế này vào năm 2017 đó đã có 150 triệu người tiêu dùng Hoa Kỳ bị Equifax làm lộ thông tin cho những cái phía công ty thứ ba bên ngoài và với cái chuyện này thì Equifax hồi khi đó đã phải bỏ ra một số tiền đền bù lên đến 700 triệu Mỹ kim. Dạ Vâng và thưa quý vị một cái thông tin không vui cho trong ngày hôm qua và tối ngày hôm qua thưa quý vị thì Bà dân biểu của tiểu bang Indiana là bà Jackie Walowski và hai nhân viên của bà đã bị thiệt mạng trong một cái vụ mà va chạm xe hơi. À, đây là một cái tin không vui cho đại diện của đảng Cộng Hòa cũng như là nhiều người ở đảng Dân Chủ người ta cũng không vui về cái việc này tại vì bà thì là nổi tiếng là một cái người rất là thông minh cũng như là vô cùng dễ thương, hiền và được lòng của công chúng cũng như là những người ở trong à, dân biểu và lãnh đạo của phe thiểu số tại Hạ viện là Kevin McCarthy lần đầu tiên xác nhận cái chết của bà Waloski vào ngày hôm qua. Giám đốc quận Waloski là cha Zachary Ch Ch Port, thưa quý vị, 27 tuổi và là giám đốc truyền thông Emma Thompson cũng 28 tuổi là hai cái người nhân viên thân cận của bà cũng đã chết trong cái vụ va chạm giữa hai xe hơi và cái chết của họ đã được văn phòng cảnh sát trưởng xác nhận trong một cái bài đăng ở trên Facebook và văn phòng cảnh sát cũng viết rằng là một chiếc ô tô đã chở khách đi về từ hướng hướng bắc và đi bên trái cái trung tâm và đâm trực diện vào cái chiếc xe ô tô của bà Wallaceki đang điều khiển. và người điều khiển chiếc xe đó cũng đã bị thiệt mạng thưa quý vị. À, bà Wallaceki từng là nhà lập pháp của tiểu bang à, Indiana và lần đầu tiên được bầu vào quốc hội vào năm 2012, đang tranh cử à, cái nhiệm kỳ thứ sáu vào mùa thu năm nay. À, bà cũng được các đồng nghiệp của Đảng Cộng hòa cũng như là Đảng dân chủ à, trong hạ viện rất là quý mến và cũng là một cái cánh tay đắc lực của ông McCarthy và đội ngũ lãnh đạo của ông. Nhiều người trong mấy ngày, trong hôm qua đến nay thì đã bày tỏ cái sự thương tiếc đối với bà, bà cũng như là ông McCarthy cũng đã chỉ định uh, bà là một trong những cái đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Đạo đức Hạ viện và uh, bà cũng sẽ trở thành một cái chủ tịch Ủy ban lưỡng đảng nếu đảng Cộng hòa giành được đa số uh, cái phiếu vào tháng 11 sắp tới và nhiều đồng nghiệp của bà trong đó thì có có những cái phái đoàn ở Indiana cũng đã uh, thuyết lên ở trên những cái social media thưa quý vị ở trên mạng xã hội uh, cái sự đồng cảm của họ ngay sau khi mà họ nhận được một cái thông tin là cái chết của bà được công bố và hiện nay thì um, Cảnh sát vẫn đang cái điều tra cái nguyên nhân tai nạn mà chưa biết là nguyên nhân đến từ đâu nhưng mà tại vì hai cái xe đâm trực diện vào nhau vào ngày hôm qua. Thì đây là một cái tin rất là sốc so đối với những cái người làm trong uh, dân biểu ở tiểu bang Indiana nói riêng cũng như là toàn bộ uh, những người làm trong uh, Hạ viện cũng như là Thượng viện Hoa Kỳ. Nói chung thưa quý vị, đều là một tin không vui. Uh, và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 2 cả, uh, chương trình Thời sự Thế Giới. Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.